Thời điểm này, Đà Nẵng vẫn tiếp tục đẩy nhanh kế hoạch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho các đối tượng theo quy định. Rút kinh nghiệm từ các đợt tiêm chủng trước cùng với việc chủ động trong công tác tổ chức, phối hợp, một số địa phương đã hoàn thành kế hoạch tiêm chủng sớm hơn so với thời hạn mà Sở Y tế giao. Ghi nhận của phóng viên thời sự Đà Nẵng TV trong ngày hôm nay tại quận Sơn Trà. Quận Sơn Trà được thành phố giao thực hiện hơn 28.000 liều vaccine phòng COVID-19, triển khai trong 6 ngày, từ ngày 15 tới ngày 20 tháng 9. Trung tâm Y tế quận cho biết đã phối hợp với các địa phương có hướng dẫn từ sớm với người dân, đồng thời chuẩn bị bố trí đầy đủ phương tiện, lực lượng y tế tại 3 điểm tiêm, gồm Trung tâm Văn hóa Thể thao quận Sơn Trà, FPT và trường tiểu học Tô Vĩnh Diện, để công tác tiêm chủng diễn ra thuận lợi, đảm bảo an toàn. Công tác tổ chức tôi thấy là nó rất là chu toàn và đảm bảo được cái khoảng cách và nhanh gọn. Bên địa phương là giao cho tổ nó sẽ lập danh sách gửi đến từng hộ gia đình được đi tiêm. Cán bộ ở đây tiếp những người đến tiêm là rất là tốt, công tác là rất nhiệt tình, tôi cảm thấy là an toàn. Trong quá trình mà chờ sau tiêm mà phát hiện có sự cố thì sẽ được mời qua theo dõi cùng với cái đội của nhân viên y tế Sơn Trà, là có một cái đội xe cấp cứu 115 thường trực, lúc nào có là hai bên phối hợp xử lý luôn cho cái đối tượng như đó. Do kế hoạch tiêm chủng được đẩy nhanh nên ngày hôm nay, quận Sơn Trà đã hoàn thành xong đợt tiêm chủng này. Trung tâm Y tế quận cũng cho biết qua 3,5 ngày tiêm, chưa xảy ra sự cố nghiêm trọng nào sau khi tiêm. Theo kế hoạch thì từ 15 đến 20, thì đến hôm nay chúng tôi đã là ngày thứ tư rồi. Buổi cuối cùng chúng tôi sẽ hoàn thành kế hoạch trước là khoảng 2 ngày rưỡi. Thì đến nay đảm bảo là công tác tiêm chủng đạt tương đối khá cao, trên 95% ở mỗi ngày. Thì chúng tôi phấn đấu nếu giả sử còn các phường mà đã có giấy mời nhưng mà chưa tiêm được trong 3 ngày rưỡi này thì chúng tôi sẽ có kế hoạch tiêm phép trong thời gian mà kế hoạch 4280 quy định. Theo Sở Y tế thành phố Đà Nẵng, có 192.000 liều vaccine AstraZeneca được triển khai tiêm chủng lần này. Đây là số vaccine nằm trong tổng số 200.000 liều do Bộ Y tế phân bổ cho địa phương theo quyết định ngày 2 tháng 9 của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương và đã được thành phố triển khai đợt 1 với gần 7.800 liều.